Thưa quý vị, để hạn chế tình trạng người dân dứt rác bừa bãi ra môi trường, thời gian qua, Hội cựu chiến binh và Hội nông dân xã Nhân Ninh, huyện Tân Thạnh đã phát động hàng trăm hội viên xây dựng các lò đốt rác tại gia. Do là tuyến đường nông thôn, xe rác không thể vào thu gom, nên phần lớn người dân ở xã Nhân Ninh đều tự xử lý rác thải sinh hoạt bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng sau khi được các tổ chức hội phát động mô hình xây lò đốt rác tại gia, bà con đã tự nguyện xây dựng được gần 400 cái lò như thế này, góp phần kéo giảm lượng rác thải sinh hoạt trên các nhánh sông và kênh rạch tại địa phương. Và trước đây mà chưa có thì bà con mình tự động ô dục tùm lum tà la, có có khi rồi vô bao rồi dục cái sông nó trôi nổi cũng làm tốt rồi phát động bà con cũng ai cũng đồng tình. Nói chung nó là vậy. Cũng mới vừa rồi hai ngày nay tôi cũng mới xây tiếp tục được hai cái mới nữa rồi. Thì có chương trình này vẫn đi mãi mãi hoài à, chứ chưa chưa ngưng đâu. Xe lấy gác vô đây lấy không được. À, do cái tiếng đường đan và tiếng đường đá là nó không đủ tổng tải của xe. À, chính như vậy thì nên là đảng quỹ mới là chỉ đạo à, làm sao là để cái được cái xây dựng được cái cái, cái mô cái, cái, mô hình là thu gom rác thải của hộ gia đình để tự đốt chứ không cho là rác để là lậu thiên ở bên ngoài góp phần để là xây dựng cái nông thôn mới nâng cao chỉ với 600.000 đồng chi phí vật tư bà con nơi đây đã có ngay lò đốt rác tại gia nhờ đó mà tình trạng dứt rác bừa bãi ra môi trường đã giảm những bãi rác dọc các trục đường chính gây ô nhiễm môi trường cũng từng bước được xóa sổ, góp phần đảm bảo tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng trong thu mới ở địa phương.